Và bây giờ thì ở Nam Bán Cầu của chúng ta đang vào mùa hè cho nên là cái nguy cơ về tan băng cũng xảy ra rất lớn. Và nói về những quốc gia ở Nam Bán Cầu thì có một quốc gia rất nổi tiếng đó là New Zealand. New Zealand có một cái từ rất là phổ biến đó là kiwi. Vừa có nghĩa là quốc gia New Zealand, vừa có nghĩa là người New Zealand, vừa có nghĩa là một loài trái cây và cũng là loài quốc điểu của quốc gia này. Con chim trắng kiwi có tên là Magnucura đã trở thành một nguồn cảm hứng cho rất nhiều loại đồ chơi nhồi bông, kỹ vật và cả một cuốn sách ảnh ở tại New Zealand. Tuy nhiên, điều đáng buồn là nó vừa qua đời sau một ca phẫu thuật. Con kiwi nâu Manukura ở đảo Bắc ra đời trong điều kiện nuôi nhốt vào tháng 5 năm 2011 với đặc tính di truyền, leucism hiếm gặp, mang lại cho nó bộ lông màu trắng nổi bật. Con chim này trở thành đại sứ cho cả trung tâm động vật hoang dã quốc gia vùng Pukaha tại núi Brooks ở Wairarapa. Manukura cũng trở thành cảm hứng cho nhiều loại đồ chơi nhồi bông, kỹ vật và cả một cuốn sách ảnh. Manukura đã được đưa đến bệnh viện White Beach tại Đại học Massey ở Palmerston North vào đầu tháng này sau khi được các nhân viên kiểm lâm tại Pukaha nhận thấy nó đang sụt cân. Các bác sĩ thú y đã tìm thấy một quả trứng chưa thụ tinh trong bụng của Manukura mà nó không thể đẻ ra. Mặc dù họ đã loại bỏ nó thành công, sức khỏe của con chim tiếp tục xấu đi trong những tuần tiếp theo. Cái chết của nó vào chiều 27 tháng 12 đã được thông báo vào ngày hôm sau trên trang Instagram của trung tâm Pukaha. Monukura là con đầu tiên trong số ba con kiwi trắng nở tại Pukaha vào mùa sinh sản 2011-2012. Nó từng khiến lượng khách đến trung tâm này tăng vọt.